Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trung rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến vụ cháy nhà trọ xảy ra tại ngõ 119 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, rạng sáng ngày 24 tháng 5. Mới đây, đơn vị chức năng đã xác định được danh tính và nhận diện 11 trên 14 nạn nhân tử vong. 3 nạn nhân còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm ADN. Danh sách các nạn nhân gồm anh VVD, sinh năm 1998, quê ở Hải Dương. Chị NTTH, sinh năm 2001, quê ở Bắc Ninh, vợ anh VVD. Anh TQK, sinh năm 1998, quê ở Hưng Yên. NXK, sinh năm 2001, quê ở Hưng Yên. Chị NTM, sinh năm 1995, quê ở Thái Bình. Bà NTT, sinh năm 1960, chủ nhà trọ. Anh NKH, sinh năm 1982, con trai bà T. Anh NMXH, sinh năm 1997, quê ở Hà Tĩnh. Chị PTTH, sinh năm 1997, vợ anh XH, quê ở Hà Tĩnh. Chị VTL, sinh năm 1999, quê ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, đã được gia đình làm thủ tục đưa về nhà. Chị NTKO, sinh năm 1996, quê ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, đã được gia đình làm thủ tục đưa về nhà. Còn 3 nạn nhân không qua khỏi đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để nhận diện là anh MNT, sinh năm 1987, quê ở Bắc Cạn, anh LTT, sinh năm 2000, quê ở Hưng Yên, anh VNL, sinh năm 2000, quê ở Lào Cai. Sau khi vụ cháy xảy ra, các đơn vị liên quan đã phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Theo đó, Hà Nội hỗ trợ mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương và chi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân ngay trong sáng ngày 24 tháng 5. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại ngõ 119 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Công an thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ để vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã làm 14 người không qua khỏi, trong đó 10 người được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ, 4 người được đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện 19 tháng 8, 3 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo lực lượng công an, y tế, cứu hộ cứu nạn phường, cán bộ công chức phường để ổn định tình hình, thăm hỏi hỗ trợ các gia đình người bị nạn. Là người chứng kiến vụ việc, anh THT sống cách hiện trường khoảng 15m kể lại, nửa đêm anh đã giật mình tỉnh dậy bởi những tiếng nổ và hoảng hốt khi phát hiện tại tầng 1 ngôi nhà cao tầng nằm sâu trong ngõ 119, phố Trung Kính xảy ra hỏa hoạn. Anh T kể, thời điểm đó là vào khoảng 0 giờ 30, tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà, cũng là nơi sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Mọi người hoảng hốt chia hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập lửa. Cũng theo anh T, dù mọi người rất cố gắng nhưng không thể dập được cháy, lửa lan nhanh tạo ra nhiều khói, rất khó thở. Anh T nói, một lúc sau thì lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ chuyên nghiệp đến. Công tác cứu chữa rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài. Đến khoảng 3 giờ thì nhiều người được đưa ra bằng cáng, có cả những nạn nhân bị bọc kín. Cũng sinh sống gần ngôi nhà trọ, chị PTA cho biết chị giật mình bởi tiếng nổ phát ra. Chị A bàng hoàng kể, tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là 2 tiếng nổ nữa. Tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Cũng theo chị A, lúc đó mọi người hoảng hốt chạy nháo nhào hết, khung cảnh rất hỗn loạn.
Ông Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu Fast Angle cho biết hơn 10 thành viên của nhóm đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn cứu hộ từ lúc 1 giờ sáng. Căn nhà gồm nhiều phòng cho thuê trọ, trong các phòng có nhiều người. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn do lửa nóng, nhiều khói. Ông Phạm Quốc Việt nói, lực lượng cứu hỏa và đội đã rất nỗ lực để cứu các nạn nhân, sự việc quá đau lòng. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở của gia đình, đồng thời cho thuê để ở trọ và sửa chữa xe điện. Ngôi nhà cách mặt phố trung kính khoảng 200m. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m² trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m². Phần diện tích còn lại khoảng 55m² là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp và xe đạp điện. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở trên tổng số 12 phòng, trong đó 10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở. Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp Cục Nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trưa ngày 24 tháng 5, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, Công an thành phố Thủ Dầu Một đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm làm rõ vụ nổ tại tầng hầm một tòa nhà chung cư khiến nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, cư dân sống trong tòa chung cư Sunrise ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một hoảng hồn khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực tầng hầm. Khi đến kiểm tra, bảo vệ cùng người dân thấy nhiều người bị thương bất tỉnh. Nhân viên của tòa nhà nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Theo nguồn tin của phóng viên, vụ nổ đã khiến ít nhất 4 người bị thương. Quan sát bên trong tầng hầm, cửa kính bị bể vỡ, nhiều vật liệu văng trên sàn tầng hầm chung cư. Chung cư Sunrise cao 21 tầng, có một tầng hầm để xe và là nơi trang bị các máy móc, thiết bị phục vụ điều hành tòa nhà. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời thống kê số người bị thương. Sau nhiều ngày giám định, mới đây, lực lượng chức năng đã có kết quả xét nghiệm ADN trong vụ em DTNL, 12 tuổi, sinh con ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Một cán bộ công an huyện Thanh Trì cho hay, kết quả giám định ADN thể hiện con của em L mới sinh và người đàn ông trước đó gia đình và dư luận tình nghi không cùng huyết thống. Công an huyện Thanh Trì vẫn đang điều tra để làm rõ vụ việc. Ông DNA, 52 tuổi, chú huyện Thanh Trì, bố của em L cho hay, con gái ông đã tiết lộ thêm về việc có quan hệ với người đàn ông khác. Người này chính là bạn của ông A. Trước đó, ông A cho biết vợ chồng ông sinh được 2 người con. Song do cuộc sống khó khăn, năm 2013, vợ ông bỏ đi để ông nuôi 2 con nhỏ. Đầu tháng 1 vừa qua, ông A thấy em L có biểu hiện bất thường nên đã cho đi kiểm tra thì phát hiện L có thai. Sau đó, ông A đã đưa con đến công an trình báo và nghi ngờ một người hàng xóm đã xâm hại con mình. Công an huyện Thanh Trì đã thụ lý điều tra, nhưng đợi sau khi em L sinh con vào ngày 17 tháng 4 mới xét nghiệm ADN phục vụ công tác điều tra. Ngày 23 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tài sản và cơ quan công an đang điều tra. Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh tại một cửa hàng điện thoại. Hình ảnh trong đoạn clip được cho là ghi lại diễn biến vụ cướp xảy ra tại địa bàn xã Diễn Thành. Theo hình ảnh trong đoạn clip, vụ cướp xảy ra vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 23 tháng 5. Thời điểm này, một người đàn ông mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, vừa ngồi xem chiếc điện thoại rồi bất ngờ rút ra một vật nghi là súng đe dọa nữ nhân viên. Khi nữ nhân viên chống cự, tên cướp rút ra một vật giống chiếc dao đe dọa. Tên cướp tiếp tục yêu cầu nhân viên đưa chiếc điện thoại. Thời điểm xảy ra sự việc tại cửa hàng điện thoại còn có một nữ khách hàng. Trước hành động hung hăng của tên cướp, người này liên tục lùi về phía sau. Sau khi đe dọa và cướp được 2 chiếc điện thoại, tên này tiếp tục ép nữ nhân viên phải mở túi lấy tài sản phía trong. Nữ nhân viên lấy chiếc túi dưới gầm bàn rồi bỏ tài sản phía trong ra mặt bàn. Tên cướp nhanh chóng cầm lấy. Sau đó, tên cướp yêu cầu nữ nhân viên và khách hàng phải đi vào căn phòng phía trong cửa hàng điện thoại. Sau khi nhốt cả hai vào phía trong, tên cướp lập tức tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, đồng thời khẩn trương truy bắt nghi phạm.